Tội phạm kinh tế với nhiều thủ đoạn tinh vi đang có chiều hướng gia tăng. Những số tiền thất thoát vô cùng lớn, buôn lậu, gian lận thương mại, nhiều kẽ hở trong quản lý kinh tế đang bị những đối tượng xấu lợi dụng làm rối ren các hoạt động của thị trường. Kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm này, lực lượng công an tỏ rõ quan điểm không có vùng cấm trong đấu tranh với tội phạm kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta thời gian qua, tội phạm kinh tế đang có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi gây tổn hại cho nền kinh tế. Đáng chú ý là hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước trong hoạt động tài chính ngân hàng, những đường dây tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, tình trạng buôn lậu gian lận thương mại và thành lập công ty doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm tội vẫn đang diễn ra phức tạp. Có thể thấy rõ tính chất mức độ phạm tội là nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm hại đến hệ thống tài chính ngân hàng, mạch máu của nền kinh tế, gây tác động xấu, ảnh hưởng lớn tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này đang là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách mà lực lượng công an phải vào cuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2014, cơ quan công an đã tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của nguyên chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank, Hà Văn Thắng, là một trong những người giàu có nhất Việt Nam. Theo kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và tài liệu thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, đến nay có đủ căn cứ xác định ông Hà Văn Thắm phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại điều 179 Bộ luật hình sự. Trước đó hơn 4 tháng, ngày 9 tháng 6 năm 2014, Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm cũng đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử trong phiên tòa sơ thẩm. Các bản án nghiêm khắc đã được tuyên. Nguyễn Đức Kiên tổng cộng 30 năm tù về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế và kinh doanh trái phép. Bên hành lang Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội lần này, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh sẽ đánh thẳng, đánh mạnh, đánh quyết liệt, không để tồn tại vùng cấm trong phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm kinh tế. Quyết tâm của vị Bộ trưởng Bộ Công an cũng như việc tội phạm cổ cồn trắng liên tục bị điều tra, bắt giữ và xét xử trong năm qua đã cho thấy quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh với tội phạm về kinh tế đã được ngành công an thực thi một cách quyết liệt, không khoan nhượng. Hơn 1.300 vụ phạm tội về kinh tế đã được phát hiện, khởi tố điều tra 300 vụ với hơn 600 bị can, tăng 1,62% so với năm 2013. Trong đó có nhiều vụ án tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng như các vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế xảy ra ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tập đoàn Thiên Thanh, gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng. Những cái vụ đại án lớn như vừa qua, tôi rằng là đây là một cái quyết tâm của Đảng và Chính phủ, và như vậy là không xác định là có vùng, không có cái vùng cấm, mà bước đầu thì như vậy được nhân dân đánh giá rất cao, với những bản án hết sức như vậy là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Cũng vừa mới đây, Bộ Công an liên tục khám phá và bóc gỡ nhiều sàn giao dịch vàng ảo tại Hà Nội. Đặc biệt trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư Khải Thái, do Ha Suminjung, quốc tịch Đài Loan, làm giám đốc đã lừa đảo tiền của hàng ngàn người dân bằng cách huy động vốn và kinh doanh vàng tài khoản. Bằng thủ đoạn lấy tiền người trước trả cho người sau, công ty Khải Thái đã huy động được gần 500 tỷ đồng của các nhà đầu tư ủy thác. Điều đáng chú ý, hành vi kinh doanh này của Khải Thái đã bị chính phủ cấm từ nhiều năm trước đó. Đây là hình thức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Thì đây là một cái vụ án lừa đảo mà phải nói là lớn nhất từ trước đến nay trên mạng. Cơ quan điều tra bước đầu là đã xác định là chúng đã lừa tới hàng nghìn cái nạn nhân trên phạm vi toàn quốc, các tỉnh, thành phố. Và nó cũng đã lừa tới là cái số lượng tiền cũng lên tới là 500 tỷ đồng. Mà tôi nghĩ là có thể là hơn nữa. Trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, công tác đấu tranh với các hành vi buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại được cho là không kém phần gian nan và chịu nhiều áp lực. Bởi lẽ, loại tội phạm này hoạt động trên phạm vi rộng, thủ đoạn và phương thức hoạt động luôn thay đổi. Hơn nữa, những tác động của các hành vi này đến nền kinh tế quốc gia là vô cùng lớn, thất thoát về thuế, phương hại đến môi trường kinh doanh, hoạt động sản xuất hàng hóa trong nước. Những hành vi vi phạm pháp luật của các loại tội phạm này có tác động sâu rộng, âm mỉ. Như vậy có thể thấy rõ hậu quả tội phạm kinh tế gây ra trong thời gian gần đây là đặc biệt nghiêm trọng.
không chỉ làm thất thoát số tiền hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước, tội phạm kinh tế còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh, hoạt động sản xuất trong nước và rất có thể những hành vi này sẽ là cản lực khiến những kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế dài hơi của chính phủ bị ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy, sự quyết tâm đấu tranh kiên quyết với tội phạm kinh tế mà lực lượng công an đang thực hiện chính là cơ sở quan trọng để giữ vững an ninh kinh tế, gây dựng niềm tin, tạo sự an tâm cho người dân và các nhà đầu tư kinh doanh sản xuất. Đây chính là tiền đề quan trọng cho các mục tiêu kinh tế của toàn xã hội trở thành hiện thực. Trong vụ án phá đường dây buôn lậu xăng dầu với số lượng lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn ở Thanh Hóa, những thủ đoạn tinh vi của hành vi phạm pháp đã được lực lượng công an khám phá. Lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất, Sơn Sắt cùng đồng bọn đã hợp thức hóa chứng từ xuất bán cho các công ty tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Nghệ An nhằm thực hiện hành vi buôn lậu, trốn thuế. Chỉ tính riêng thuế nhập khẩu, Sơn Sắt đã trốn thuế khoảng 20 đến 25 tỷ đồng trên tháng. Trong thời gian mà có chủ trương về tạm nhập tái xuất xăng dầu thì các đối tượng của các công ty xăng dầu có một số đối tượng đã lợi dụng cái chính sách này để tạm nhập nhưng không tái xuất mà lại là bán buôn lậu cái xăng dầu này ra nước ngoài hoặc là tiêu thụ trong nước. Vụ án này nó đem lại cái kết quả cái chính là đảm bảo được cái lòng tin của dân đối với chính phủ, đối với lực lượng công an trước các hoạt động buôn lậu của các đối tượng và đồng thời cũng lập lại trật tự của các đối tượng mà làm lũng đoạn cái thị trường về giá cả về xăng dầu. Trong quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã chỉ ra được những kẽ hở trong hệ thống pháp luật về quản lý kinh tế để từ đó giúp các chuyên gia tư pháp bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý trong hoạt động kinh tế. Ông Đỗ Văn Đường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng, ngoài việc đóng góp hoàn thiện luật pháp về quản lý kinh tế, trong thời gian tới, chức trách của ngành công an trong đảm bảo an ninh kinh tế sẽ phải đặt ra yêu cầu cao hơn nữa. Cần phải nâng cao cái năng lực của họ lên, phải kiện toàn tổ chức bộ máy, phải chọn những điều tra viên thực sự giỏi. Đó là những chuyên gia về mặt tài chính, đó là những chuyên gia về mặt kỹ thuật thông tin. Bởi vì các giao dịch của bọn tội phạm giờ rất lợi dụng cái kỹ thuật thông tin. Những cái thẻ điện tử của nó có thể ghi nhớ rất nhiều những vấn đề liên quan đến tài chính ngân hàng chứ không phải là giao dịch bằng tiền vật, bằng hiện vật thông thường, dấu vết truyền thống như trước đây. Một thực tế nữa cho thấy, trong quá trình xây dựng và phát triển của các đầu tàu kinh tế quốc gia, việc đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ môi trường sản xuất kinh doanh an toàn, lành mạnh, đúng pháp luật tại khu công nghiệp trọng điểm, các dự án kinh tế lớn đang có vai trò nòng cốt của lực lượng công an. Đấu tranh kiên quyết không để tồn tại vùng cấm với tội phạm kinh tế, gìn giữ an toàn môi trường kinh doanh trong nước đang là những trọng tâm của ngành công an.